Ơi, cái nhìn thấy gì chưa? Nào, có sắc nét không ạ? À? Sắc nét không? Thế chị thấy không? Làm phương pháp này của thầy Hải thì những cái phần ly này nó siêu sắc nét. Và đương nhiên là nếu mà làm như thế này nó vào đúng các cái vị trí của nó thì các anh chị may lên các kiểu vải thì nó rất là đẹp các anh chị ạ. Trần Đức Hải Master xin chào tất cả các anh chị. Thưa các anh chị, ngày hôm nay tôi rất là vui phải nói với các anh chị rằng nếu các anh chị nào mà đã xem rất nhiều các video của tôi trong thời gian qua thì ngày hôm nay tôi xin chúc mừng tất cả các anh chị, bởi vì các anh chị ngày hôm nay các anh chị đã thực sự đã trở thành người có thể đủ điều kiện có thể tiếp tục cùng tôi tham gia quá trình để trở nên một người làm về thiết kế dập chuyên nghiệp. Vì sao tôi lại nói như vậy à? Vì cuối cùng các anh chị đã thực sự sẵn sàng tất cả những cái video trong những thời gian qua tôi làm để gợi mở cho các anh chị, để cho anh chị bắt đầu hiểu được rằng là làm việc chuyên nghiệp nó như thế nào. Các anh chị hiểu được những cái kiến thức của tôi tặng cho các anh chị là vô cùng quý giá. Và các anh chị mới biết được rằng khi mà chúng ta làm theo cái phương pháp mới, đúng không ạ, thì mọi thứ trở nên rất đơn giản, mọi thứ trở nên thuận lợi. Và đương nhiên rồi, các anh chị sẽ không còn sợ hãi những cái mẫu, những cái thiết kế mà thiết kế theo phong cách mới nữa, bởi vì các anh chị đã hiểu về nó đó. Và nếu các anh chị đã sẵn sàng thì tôi sẽ nói tiếp những cái nội dung tiếp theo của video của tôi. Từ video này thì các anh chị sẽ chính thức được tôi huấn luyện cho, chia sẻ cho những kiến thức mà nó vô cùng bài bản các anh chị nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một kiến thức căn bản trong thiết kế thời trang chuyên nghiệp, trong kinh doanh và làm thời trang. Đó là gì, đố các anh chị? À, đó là sự đơn giản tạo nên sự đa dạng. Đó, hôm nay kiến thức nghe rất là lạ. Tức là gì? Thưa các anh chị, trong thời trang thì chúng ta biết rằng là nó có rất nhiều những cái mẫu mã khác nhau. Đó, nó có những cái mẫu mà thậm chí rất là cầu kỳ, rất là đẳng cấp, làm rất là mất công, đúng không ạ? Từ khâu thiết kế dập cho đến khâu may rất là mất công. Đấy, như cái mẫu này chẳng hạn. Các anh chị nhìn mẫu này có ấn tượng không ạ? Rất là mất công. Đấy, làm cầu kỳ lắm này. Cái lưng của nó đằng sau này đẹp chưa? Ấy, các chị tưởng tượng đi, cả một cái lưng này rất là đẹp. Đó, đó, đấy, đây, đấy, đây là một mẫu điển hình của một cái mẫu gọi là ấn tượng, làm mất công, mất nhiều thời gian, và đây là một mẫu rất đẳng cấp. Thế thì thưa các anh chị, trong thời trang không chỉ có những mẫu này nhá. Khi các anh chị làm việc thiết kế chuyên nghiệp thì các anh chị sẽ cần phải biết đến những cái sản phẩm, những cái mẫu nó có tính đơn giản nhá. Đơn giản ở đây không nghĩa là đơn điệu, mà đơn giản ở đây là nó tinh tế, nó ít chi tiết, nhưng đằng sau trong những cái ít chi tiết đấy thì là cả một cái mà phải có kiến thức nền tảng chúng ta mới làm được nhá. Vì vậy ngày hôm nay thì để dẫn chứng cho cái điều tôi vừa nói, tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị một trong những mẫu vô cùng đơn giản. Có lẽ những mẫu này có thể các anh chị đã làm rồi, có lẽ các anh chị đã nhìn thấy rồi và các anh chị nghĩ rằng nó không có gì là ấn tượng. Nhưng thưa các anh chị, tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị để các anh chị biết được rằng cách làm của tôi sẽ rất đơn giản. Và các anh chị có thể thông qua bài này để các anh chị có thể tham khảo được thêm một cái cách làm nữa, nhanh hơn, làm hiệu quả hơn, và quan trọng là nó đẹp và nó đẳng cấp nhé. Ở đây sự đơn giản của chúng ta nó không nhiều chi tiết cầu kỳ, vì vậy nó đòi hỏi chúng ta lại cần phải làm rất là sắc nét, rất là đẹp, để vào đúng các vị trí form của cơ thể con người thì nó mới tôn lên, dáng lên được. Và ngày hôm nay thì tôi rất sẵn lòng để mà chia sẻ cái này với các anh chị một cách đặc biệt. Vâng, và mẫu ngày hôm nay thì nó sẽ là những mẫu sau đây. Mẫu này thực ra nó là một mẫu thôi, nhưng một mẫu này các anh chị hãy nhìn trên màn hình đi, một mẫu này nó sẽ nhân bản ra rất nhiều các mẫu khác thông qua việc thay đổi vải và chất liệu. Form vẫn như cũ nhưng nó sẽ, các anh chị nhìn đi, đó, nó sẽ rất nhiều màu sắc khác nhau. Và cái làm hay của cái loại kiểu như thế này, tức là chúng ta chỉ cần làm một mẫu thôi, nhưng cái mẫu này sản xuất ra được nhiều các cái màu sắc khác nhau. Và quan trọng là mẫu đó vì nó đơn giản cho nên nó hướng đến người mặc rất là dễ, đông người có thể mặc được. Vì vậy là khách hàng sẽ thích mua cái sản phẩm này. Và quan trọng là các anh chị làm may sản xuất nó sẽ rất rất đơn giản, bởi vì nó không có gì cầu kỳ, nó không phải một mẫu cầu kỳ như thế này. Mẫu này không phải là ai cũng mặc được, đúng không ạ? Phải là những người sang chảnh, người rất đẹp, lưng rất đẹp được chứ. Còn cái mẫu sau đây ngày hôm nay tôi dạy cho anh chị sẽ là mẫu mà hướng đến số đông. Đấy thì các chị đã nhìn hình ảnh rồi đúng không? Rất nhiều mẫu phiên bản khác nhau. Đó, đó, đấy thì
ngay lập tức bây giờ hãy tập trung vào phần tiếp theo xem thầy Hải sẽ hướng dẫn các chị làm một cái mẫu đơn giản này thì nó sẽ diễn ra chuyên nghiệp như thế nào. Và nên nhớ bài hôm nay đó chính là bài phần đầu tiên của cái việc mà anh chị sẽ bước vào con đường làm thiết kế dập chuyên nghiệp. Vì vậy tôi mong tư duy của anh chị và tâm thế của anh chị hãy sẵn sàng để học bài này. Nhắc lại, đây không phải là các bài học miễn phí thông thường, đây chính là một lớp học đàng hoàng, lớp học chuyên nghiệp nhá. Tuy cái tôi không thu tiền của anh chị nhưng hãy hiểu giá trị của nó. Bây giờ xin mời các anh chị chúng ta sẽ vào lớp học của bài hôm nay. Xin mời. Đây một lần nữa thì tôi sẽ cho các anh chị xem là các phiên bản màu sắc của một cái mẫu rất là đơn giản và tinh tế này nhá. Các cái phương án màu sắc khác nhau, đẹp chưa? Chị thấy không? Một cái form đơn giản như này mà nó có thể cho ta rất nhiều cái cảm xúc khác nhau chỉ bằng cái việc mà chúng ta thay đổi chất liệu thôi. Đó, chỉ bằng thay đổi chất liệu thôi. Tuyệt vời không ạ? Đấy, rất tuyệt vời. Đẹp lắm. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được làm theo, trở thành người làm sản xuất cũng như là làm thời trang chuyên nghiệp với cái phương pháp rất đơn giản này. Tức là thực hiện một cái mẫu đơn giản mà tạo ra rất nhiều sản phẩm khác nhau. Đẹp không ạ? Đó. Thế thì việc đầu tiên để mà trước khi bước vào việc thiết kế cái mẫu này thì chúng ta đó chính là vẽ phác thảo cho các anh chị nhá. Anh chị nào chưa xem hôm nay xem lần đầu tiên thì anh chị hãy nhớ rằng là cái phần vẽ phác thảo là phần cực kỳ quan trọng. Đó, mọi người muốn biết vì sao quan trọng thì hãy xem những cái bài quy trình làm thời trang chuyên nghiệp nhá, sẽ rất là rõ đấy. Bây giờ hãy xem tôi vẽ cái phác thảo này. Vâng, các anh chị thấy không? Rất đơn giản nhưng mà khi chúng ta làm hành động này thì nó thực sự là chuyên nghiệp. Nó sẽ tạo cho anh chị những cái hình ảnh là một con người làm việc rất chuyên nghiệp và khách hàng thích điều đó, thưa các anh chị nhá. Và không chỉ chuyên nghiệp, không phải chỉ xây dựng hình ảnh mà cái này nó còn phục vụ cho cái công việc. Và tôi đã từng phân tích một cái bài rất là kỹ thuật, phục vụ cho rất nhiều, tức là chúng ta sẽ giúp chúng ta phân tích được. Ví dụ khi chúng ta đặt bút, chúng ta vẽ thì chúng ta mới quan sát được là cái mẫu này cái vai nó hơi trởm ra ngoài chút, khoảng 1 cm nhá, chứ nó không phải là cái vai bình thường. Cái gì đó, ở đây tôi đang vẽ là trởm một chút này. Đó, thì từng nét vẽ của tôi nó thể hiện cái sự chính xác và kỹ thuật. Rồi, tất cả những cái ly này chúng ta sẽ đánh mũi tên. Đây là mũi tên này. Đó, đấy, chiều dài là 50 cm, ngắn hơn so với chiều dài đồng căn bản là 10 cm. Được chưa? Đấy, hãy làm theo sự hướng dẫn của thầy Hải. Không cái nào nó thừa đâu, anh chị làm được như này thì đẳng cấp của anh chị nó sẽ khác nhá. Ok, và phần tiếp theo là chúng ta sẽ bước vào việc thiết kế mẫu dập. Và để làm được phần này thì một thứ không thể thiếu đó chính là bộ dập đầm siêu chuẩn nhá, form dập đầm siêu chuẩn. Đó, đây là cái mã của nó này, D999 này, gồm 3 size SML. Thì các anh chị nào chưa có trong tay bộ này thì hãy khẩn trương liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại phía trên này này, 0912177665, để mà có ngay trong tay cái bộ dập này. Bộ không thể thiếu với những người làm thời trang chuyên nghiệp, hoặc kể cả các anh chị làm không chuyên nghiệp, chúng ta làm để cho chính chúng ta mặc thì chúng ta vẫn cần phải có bộ dập chuẩn này nhá. Cái này nó sẽ là gốc để phát triển ra tất cả bộ kiểu. Đồ dễ khó hay đồ dễ đều phải từ cái này các anh chị nhá. Đấy, liên hệ ngay với chúng tôi đi, đang có giá ưu đãi nhá. Ưu đãi là còn 295.000. Rất tuyệt vời, nhanh lên không là số lượng có hạn. Và mẫu này là phần mẫu đối xứng thưa các anh chị. Vì vậy chúng ta sẽ phải sao cái bộ dập cho tôi là một nửa thân trước và nửa thân sau nhé, không cần sao cả bởi vì nó là đối xứng mà. Đó, đây này, tôi đã sao rồi. Và đương nhiên là trong cái bài hướng dẫn này thì tôi sẽ sử dụng bộ dập tỷ lệ
1/2 vẫn là bộ dập chuẩn nhưng mà nó bằng một nửa cái bộ chuẩn kia nhé. Các anh chị thì các anh chị làm thì làm tỷ lệ 1:1 để chúng ta may lên chúng ta mặc hoặc chúng ta bán luôn cho khách. Còn ở đây thì tôi sẽ sử dụng bộ dập 1/2. Trong quá trình tôi sử dụng thì tôi sẽ sử dụng một cái thước quy đổi để nói về các cái thông số, thì các anh chị cứ nghe thông số của tôi là cứ thế áp dụng luôn vào trong cái bài của các anh chị nhé, không cần phải đổi nữa vì tôi đã đổi rồi, tôi có thước quy đổi rồi. Rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu chính thức làm mẫu này. Hôm nay tôi sẽ làm với tốc độ rất là nhanh đấy, các anh chị phải theo dõi thật kỹ cho tôi vào. Xin mời mọi người. Chúng ta sẽ vẽ và cắt cái đường ngang eo này ra, vì mẫu này là một mẫu can eo. Các anh chị có thể thấy rằng là ở đây thì trên cái ảnh họ sẽ sử dụng kết hợp với một cái dây thắt lưng. Thì cái này đơn giản thôi, chúng ta vẫn cứ làm đường can eo bình thường bằng cách cắt ra như thế này. Và sau đó sau khi may hoàn thiện thì chúng ta may thêm cái con đỉa với cái độ, cái bản của nó rộng là 0,8 cm, tức là 8mm ở hai bên sườn. Và khách hàng có thể sử dụng kết hợp với dây lưng. Rồi, sau khi cắt xong thì chúng ta nên ghi cái miếng này thuộc thân trước hay thân sau, ghi rõ ra. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu thiết kế với phần tay chờm. Ở đây phần tay chờm chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ nhô ra so với mẫu căn bản khoảng 1 cm. Tôi sẽ sử dụng thước cong để đánh nó hơi cúp xuống dưới một chút. Đây, và sẽ ra 1 cm. Đó, và sau đó chúng ta sẽ dùng thước cong để mà chúng ta đánh xuống phần này. Các anh chị đang xem bài hướng dẫn rất hay của Vũ Trần Đức Hải Master trên kênh YouTube. Và để xem được các video tuyệt vời của chúng tôi tiếp theo thì hãy nhấn vào nút subscribe ở phía dưới của màn hình và nhấn vào hình quả chuông để nhận được các thông tin về các cái bài giảng tiếp theo của tôi. Nhớ nhấn nút like để ủng hộ chúng tôi. Chúng ta làm tiếp tục như vậy với phần thân sau để làm cái phần vai chờm ra một chút. Rồi, chúng ta sẽ dùng băng dính dán vào cái phần giấy nhá, mà chúng ta dán thêm để cả mặt sau nữa cho nó chắc chắn, không bị rơi ra. Sau đó tôi sẽ dùng kéo tôi cắt. Và bây giờ thì tôi dùng thước cong để tôi vẽ phần cổ. Đây là cổ tròn, một kiểu rộng. Cho nên chúng ta sẽ xác định độ rộng của cổ ở trên cái tỷ lệ của bản vai cơ bản đó. Đó, sau đó chúng ta dùng thước chúng ta vẽ, cũng đơn giản thôi. Các anh chị học trong khóa 6D online tính phí ấy, thì sẽ được dạy cái bước về xác định tỷ lệ này rất là kỹ. Cái phương pháp riêng của thầy Hải giúp các anh chị nhìn bất kỳ một cái mẫu gì các anh chị cũng có thể biết được cái tỷ lệ kích thước của nó là bao nhiêu nhá. Mà mình không cần phải dùng cái thước mình đo trực tiếp trên mẫu đấy. Bởi vì đôi lúc là chúng ta chỉ có ảnh ở trên mạng thôi, không có sự sờ sản phẩm trực tiếp đúng không ạ? Nên việc xác định cái kích thước của các chi tiết bao nhiêu rất là quan trọng. Đó. Như anh chị thấy ở đây là tôi không cần phải lấy thước đo là bao nhiêu, mà tôi có thể dễ dàng xác định được cái bản vai nó là bao nhiêu đó, và tương đối là chính xác nhá. Ở cái mẫu mà vừa hiện lên thì các anh chị thấy là cái phần nách nó không ăn ra nhiều, không phải lách cái vai trở như là cái mẫu đầu tiên. Nó có nhiều phiên bản khác nhau.
Và bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn các anh chị cách chúng ta chuyển cái ly ở phần thân dưới. Các anh chị nếu mà quan sát kỹ ở hình ảnh á, thì cái ly ở phần thân dưới nó không nằm ở cái điểm cơ bản nhá, mà nó đã nằm nó khác, tức là nó dịch sang phía sườn nhiều hơn. Vì vậy tôi đang dạy các bạn chuyển cái ly căn bản sang ly sườn bằng cách chúng ta chuyển cái trục ly chính của nó, sau đó vẫn đảm bảo độ rộng là 3 cm phía trên và vuốt nhọn phía dưới. Và cái ly này họ không may chiết từ trên xuống dưới mà sẽ may một nửa ly thôi, còn lại đến cái điểm này là chúng ta gọi là may chặn. Đến điểm này chúng ta dừng và để cho nó buông ở phần dưới thì nó rất là mềm mại. Và chúng ta cần ghi thông tin, đây là miếng số 2 thân trước và sẽ nhân với một miếng vải chính vì đây là phần gập đôi ở giữa. Xong. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ làm với phần thân trước. Mẫu ngày hôm nay thì thực sự rất rất đơn giản, nhưng các anh chị cần phải quan sát kỹ để chúng ta biết được các bước làm chuyên nghiệp nhé. Hoặc là có thể các anh chị đã từng làm mẫu này rồi nhưng chúng ta làm không chuyên nghiệp, cho nên nó dẫn đến cái form nó không đẹp nhé. Vì vậy hãy xem kỹ. Vừa rồi tôi đang thực hiện cái bước xoay chuyển, chuẩn bị bước xoay chuyển ly, và để làm được xoay chuyển ly thì chúng ta cần phải nối các cái đỉnh ngực với các cái chân ly. Và bây giờ tiếp theo là phần xác định các hình dáng của các cái ly, các góc của các ly mới, các bend mới. Đó. Và tôi sẽ cắt đi, cắt theo cái đường tôi vừa vẽ, cắt ở phía dưới. Đó. Cắt cái ly dọc. Và sau đó chúng ta thực hiện động tác xoay chuyển ly bằng cách sập cái ly phía dọc, bend dọc lại. Thì ngay lập tức cái đường ly mới kia nó được mở ra. Đơn giản vậy thôi. Đó. Tôi đang cố gắng làm rất là chậm để cho anh chị có thể quan sát được. Tiếp tục đóng phần bend sườn lại để tiếp tục mở thêm cái ly mới kia ra thêm một chút nữa bằng cách chúng ta bấm nhả về phía đỉnh ngực nha. Và ta sẽ dán lại đằng trước đằng sau cho thật chắc chắn. Rồi, chúng ta bắt đầu bấm mở cái ly mới số 2 bằng cái, thông qua cái đường mà chúng ta vừa vẽ. Cái này nó sẽ đi đến phần nách nha. Nó đi xem phần nách. Và ta sẽ đặt lên một tờ giấy khác. Ở đây có thể giấy trắng như của tôi hoặc là giấy làm dập cũng được. Tôi sẽ tiến hành mở cái ly ở gần phía nách và để độ rộng của nó là 5 cm. Ở đây có hai ly thì một ly là sẽ mở theo nguyên tắc khối, còn một ly sẽ mở theo nguyên tắc tỷ lệ, tức là theo nguyên tắc tỷ lệ là theo ý của chúng ta. Đó, còn ly kia là mở theo nguyên tắc khối là nó không theo ý được của chúng ta đâu, nó phải như vậy. Anh chị muốn hiểu sâu thêm về cái kiến thức này để mình làm chủ được cái việc thiết kế mẫu dập thì cần phải học tại lớp học 6D online chính thức tính phí, sẽ nắm được. Và khi anh chị nắm được những kiến thức này thì mọi điều trở nên rất dễ dàng. Các anh chị sẽ không mắc phải những cái sai lầm như kiểu là làm nó không được phẳng hay là không được đẹp nữa đâu. Làm sẽ đẹp hết, bởi vì khi mình đã có nền tảng rồi, mình không sợ một cái gì hết nhá. Hãy mạnh dạn và gọi điện cho chúng tôi để được tư vấn theo số điện thoại 0912177625. Tôi sẽ lấy băng dính và tôi sẽ dán vào đằng sau này cho nó chắc. Và bây giờ thì tôi sẽ cho gập ly lại, xếp ly lại, sau đấy tôi mới cắt ở phần cổ.
Khi các anh chị xếp thì hãy vuốt cho nó sắc nét và hãy chú ý cái hướng ly hất về phía bên nào nhé. Nó sẽ đi về phía bên nào chứ không phải là lung tung đâu. Hãy nhìn mẫu để biết được điều này. Và giờ thì sau khi xếp xong, tôi lấy kéo cắt. Các anh chị nhìn đây. Đó, chúng ta sẽ mở ra và nhìn thấy cái đường zig zag này nó rất chính xác. Hãy nhấn nút subscribe và quả chuông để mà đăng ký kênh này. Kênh rất tuyệt vời này để nhận các video tiếp theo của chúng tôi. Và nhấn nút like, chia sẻ để ủng hộ chúng tôi. Wow, các anh chị nhìn thấy không? Rất sắc nét. Đó, mà rất nhanh. Chị thấy không? Chỉ trong có 10 phút thôi là chúng ta có thể thiết kế xong một cái mẫu này. Thời gian làm chỉ có 10 phút thôi, các thời gian khác là thời gian chuẩn bị. Tuyệt vời không ạ? Ghi thông tin. Vâng, một lần nữa chúng ta hãy xem lại cái mẫu đầm mà hôm nay thầy Hải đã hướng dẫn cho các anh chị nhá. Nó khá là đơn giản nhưng mà vô cùng tinh tế. Và cái quan trọng để làm được form mẫu này là chúng ta phải có một cái nền tảng vô cùng quan trọng các anh chị nhá. Và khi chúng ta làm một cái form nó đẹp thế này thì chúng ta cho bất kỳ một cái mẫu vải nào lên đây thì cũng có thể là tạo ra được những cái hiệu ứng khác nhau rất là tuyệt vời như thế này. Được chưa? Đó. Và bây giờ hãy xem cái sản phẩm, cái mẫu dập mà thầy Hải vừa hướng dẫn cho anh chị, cái bộ dập đấy đưa lên màn hình anh thì chúng ta sẽ như thế nào để chúng ta hình dung nhá. Hình dung xem như thế nào nào. Oh wow, nó đây rồi. Oh. Đấy, cái nhìn thấy gì chưa? Nào, có sắc nét không ạ? Sắc nét không? Các chị thấy không? Làm phương pháp này của thầy Hải thì những cái phần ly này nó siêu sắc nét. Và đương nhiên là nếu mà làm như thế này nó vào đúng các cái vị trí của nó thì các anh chị may lên các kiểu vải thì nó rất là đẹp các anh chị ạ. Đây, cái ly đây. Vì nó sắc nét quá nên các chị nhìn nó không được rõ nổi đúng không? Nhưng mà khi mà mình may vải thì rất là rõ nhá. Đây, mình mở ra cái này. Được chưa? Đấy, cái ly này mình sẽ không may chết mà mình sẽ chỉ may ghi ở phía trên này thôi. Thấy chưa? Tức là ly này, ly xếp này. Sắc nét chưa? Đấy, và ở đây thì chúng ta có một cái ly. Đây, cái ly này là cái ly may từ trên phía eo này đi xuống đây dừng lại cái điểm mà gọi là may chặn. Dừng lại cái trên này để nó bung ra này, nó tự nhiên. Đằng sau thì khá là đơn giản, form như form đơn giản bình thường thôi, không có gì. Và đằng sau thì nó sẽ có cái sẻ như thế này. Rồi, tôi sẽ nói một chút về cái cách để may cái đầm này. Thứ nhất là anh chị cắt như bình thường. Và để may cái này, cái đầm này thì chúng ta cần quan tâm đến là cái chúng ta sẽ quyết định là may cái này theo dạng một lớp hay là hai lớp, hay là may có đát các chị nhá. Nếu may hai lớp thì chúng ta sẽ cần nhân đôi cái lớp cái thân miếng này miếng nhân đôi miếng số 2, số 3, số 4 lên nhá. Còn riêng miếng số 1 thì các anh chị có thể nhân đôi nếu mà các anh chị lười. Nhưng mà nếu mà đẳng cấp hơn nữa thì chúng ta sẽ tạo ra một lớp lót có form cơ bản và đương nhiên là cái cổ và phần nách nó sẽ giống cái bên ngoài này nhưng nó sẽ không có ly xếp như bên ngoài này để cho nó đỡ dày. Hoặc các anh chị có thể nhân đôi cái này lên cũng được để cho nó nhanh. Nhưng cái phần ly này thì chúng ta sẽ may chết vào và chúng ta gọt bớt cái phần thừa đi nhá. Đó thì nó để cho nó êm ở phía trong, còn bên ngoài thì là sẽ là xếp ly nổi. Được chưa? Phần may thì khá là đơn giản, không có gì. Thế còn nếu mà với những cái phần tùy từng cách may, tùy từng cái yêu cầu về một lớp hai lớp thì chúng ta sẽ may nó sẽ khác nhau chút xíu. Thí dụ may viền đắp trong thì các chị may một cái viền làm sao mà thành một cái đáp mà chỉ có 8mm thôi, 8mm và hất vào bên trong thì cũng rất là đẹp nếu mà chúng ta may một lớp. Hoặc may một lớp thì nó có kiểu thứ hai là làm đáp nhé, đáp bản 5 phân nó sẽ liền ở trên ở cổ này và đi xuống đây đó. Và kiểu thứ ba là lót hai lớp đó. Thế thì ở đây thì trong bài này thì cái thời gian nó không cho phép cho nên là tôi không thể hướng dẫn các anh chị hết
cái phần làm đáp làm sao cho nó nhanh, làm lót cho nó nhanh và làm cái viền đáp trong cho nó nhanh. Thì các anh chị nào quan tâm đến khóa học 6D ấy, thì chúng ta có thể vào đấy thì tôi sẽ dạy hết những cái về làm đáp cho các anh chị nhé. Đó, tuyệt vời không ạ? Một lần nữa chúng ta sẽ nhìn lại cái mẫu này. Đó, đây, rất đẹp, rất đẹp. Rồi thưa các anh chị, thì đến đây có thể nói rằng là các anh chị đã thấy là bài hôm nay nó rất là đơn giản đúng không? Đó, và như phần đầu tôi đã nói là cái sự đơn giản đó chính là cái mà sẽ nền tảng tạo nên sự chuyên nghiệp. Và có thể nói là cuối cùng thì ngày hôm nay khi các anh chị đã xem đến video này của tôi thì có thể là các anh chị cuối cùng các anh chị đã đủ điều kiện để chúng ta bước vào con đường học chuyên nghiệp chính thức về cái công việc mà gọi là thiết kế tạo mẫu dập, về cái công việc mà trở thành một người thiết kế dập chuyên nghiệp nhé. Cuối cùng thì ngày hôm nay sau khi xem các video tôi đã làm, sau khi xem video ngày hôm nay mà các anh chị có thể hiểu được những cái này và các anh chị có thể thực hiện được cái mẫu này nhé, theo sự hướng dẫn của tôi, thì có thể trả lời chính xác rằng các anh chị đã đủ điều kiện để mà có thể bước chân vào cái ngưỡng cửa của người làm thiết kế dập chuyên nghiệp. Và các anh chị nên nhớ rằng khi chúng ta bước chân vào cái ngưỡng cửa của người làm thiết kế dập chuyên nghiệp, các anh chị sẽ giải quyết được rất rất nhiều những cái vấn đề các anh chị đang phải trải qua. Và từ nay trở đi thì các anh chị không sợ về cái việc mà chúng ta không làm được bất kỳ mẫu gì nữa. Chúng ta sẽ không sợ về vấn đề là làm mẫu là bị lâu. Chúng ta không sợ là mẫu lên nó không đẹp nữa. Bởi vì chúng ta bước chân vào chuyên nghiệp thì những điều đó sẽ được giải quyết hết. Các anh chị sẽ trở thành người mà sát thủ mẫu, tức là nhìn mẫu gì là cái gì cũng chiến được. Nhìn mẫu gì các anh chị cũng biết là sẽ làm gì là nhanh nhất, là hiệu quả nhất. Và các anh chị nhìn thấy mẫu mới thì các anh chị cảm thấy rất là hứng thú, bởi vì mình biết rằng mình sẽ phải làm như thế nào, được chưa ạ? Và đương nhiên là nó có cả một cái thị trường rộng lớn dành cho những con người mà làm việc chuyên nghiệp. Ở đây chúng ta cứ nói về là thị trường khó khăn, nhưng mà thực ra nó khó khăn với những người không biết gì thôi, còn nó lại trở nên rất dễ dàng với những người hiểu biết. Tức là thị trường của chúng ta đang có rất ít người có thể khả năng làm tốt được. Vì vậy khi mà các anh chị trở nên chuyên nghiệp thì các anh chị là một phần số ít, là phần số ít mà có thể được hưởng cái miếng bánh ngon ngọt của thị trường mà nó đang được rất là rộng lớn, mà không có ai có đủ trình để có thể là hưởng và ăn cái miếng bánh đó. Các anh chị có hiểu không ạ? Vì vậy, tôi nhắc lại, sau khi xem những cái clip này, các anh chị phải làm bài tập ngay, phải thực hành ngay. Và những anh chị nào có tư duy lớn, muốn mình phát triển, thì hãy ngay lập tức nhấc máy lên, gọi vào số điện thoại 0912177625 để đăng ký ngay, hỏi ngay thông tin về khóa học 6D online đang diễn ra. Và cả trăm người họ đang học, họ đang nhận giá trị và làm việc một cách chuyên nghiệp. Hãy cùng tham gia với chúng tôi để chúng ta cùng hưởng một cái miếng bánh vô cùng màu mỡ của thị trường, khi mà rất ít người có thể làm chuyên nghiệp như thế này. Các anh chị có muốn lên cùng chúng tôi con tàu mà để đi đến gọi một cái tương lai thành công và sự sáng không? Vì vậy hãy nhấc máy lên để gọi điện ngay cho thầy Hải, vì số điện thoại này là số điện thoại của thầy Hải. Tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho anh chị, sẽ cho các anh chị biết là những khóa học này 6D online này nó có điều gì đặc biệt, đẳng cấp như thế nào, và sẽ cho các anh chị biết giá ưu đãi của nó đang rất tuyệt vời trong thời gian này. Vâng, đến đây tôi xin nói lời chào tạm biệt và xin chúc các anh chị mãi đam mê và có những quyết định cực kỳ sáng suốt để thành công. Cuối cùng thì các anh chị đã có cơ hội trở thành những người làm mẫu dập chuyên nghiệp. Xin chúc mừng các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị tại khóa học 6D online có phí. Chào tạm biệt. Vâng, nếu thấy những video này thực sự hữu ích, xin hãy làm 3 điều sau. Hãy nhấn vào nút like, nút yêu thích để ủng hộ chúng tôi. Thứ hai là nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh, và sau đó nhấn vào hình quả chuông để các bạn sẽ biết được những video mới sớm nhất. Và thứ ba, hãy để lại những comment bình luận, đó là những thắc mắc, những chia sẻ của các bạn để chúng tôi dễ dàng giúp đỡ các bạn hơn.